Đây chính là loạt phim kinh dị Tây Ban Nha được vô số người hâm mộ chờ đợi. Phần 2 của bộ phim Đồng Xu Quỷ Dữ cuối cùng cũng đã có mặt sau nhiều năm. Được sản xuất bởi HBO, khiến chúng ta mở rộng tầm mắt và được nâng cấp rất quy mô. Nhân vật phản diện mới khiến cho người xem cảm giác quỷ dữ sắp xuất hiện. Cha Manu sẽ lãnh đạo các quang minh thánh, tiếp tục chiến đấu với cái ác. Hãy cùng mình DH Review phim, tóm tắt đầy đủ bộ phim này nha. Fabio với sự giúp đỡ của ác quỷ đã thu thập được 30 đồng xu. Ngay khi hắn sắp trở thành giáo hoàng mới, thì cha Manu đã rút ngọn giáo tà ác đâm vào cơ thể mình ra. Ông dùng tất cả sức lực yếu ớt của mình lao về phía Fabio trên ban công, thấy những đồng xu rơi rải rác trên mặt đất, những người vốn được gọi là tín đồ sùng đạo đã đổ xô đến. Điên cuồng giành giật những đồng xu trên mặt đất, không quan tâm Fabio nằm bên cạnh còn sống hay đã chết. Những đồng tiền này là cái giá mà hắn phải trả cho việc phản bội Chúa Giêsu. Cuối cùng đã nhận cái án tử hình đáng chát. Từ đó trở đi, 30 đồng xu này trở thành biểu tượng của bóng tối. Truyền thuyết kể rằng nếu ai có thể thu thập đủ chúng thì sẽ sở hữu sức mạnh tà ác để thiết lập lại thế giới. Nhờ đó đạt được quyền lực tối cao, và từ đó giành được quyền tối cao, thị trấn yên bình ban đầu ngay lập tức biến thành địa ngục trần gian. Mọi người đều cố gắng để có được sức mạnh từ những đồng xu. Khi màn đêm buông xuống, việc giết chóc tranh giành cũng dần dần lắng xuống. Một người phụ nữ bí ẩn xuất hiện giữa những xác chết. Bà ta tìm thấy cha Manu đã chết cùng với Fabio, đưa ông ấy trở về chỗ của mình. Hóa ra bà ta là Ceci, một nữ phù thủy. Bà ta đã cắt cánh tay của mình, lấy một phần ra, viết một câu thần chú lên nó và nhét nó vào miệng cha Manu. Sau đó đổ cả túi giun vào quan tài, che phủ hoàn toàn thi thể của cha Manu lại. Không biết đã qua bao lâu, cha Manu từ trong quan tài đã từ từ ngồi dậy. Xung quanh ông ấy được đặt vô số những vật thể không xác định, cả đều được che phủ bằng những tấm vải đen, không thể nhìn rõ chúng là gì. Cha Manu rời khỏi căn phòng xa lạ, đi xuống cầu thang bước tới cửa sổ. Bên ngoài, một cảnh tượng khủng khiếp giống như địa ngục hiện ra. Những tiếng la hét thê thảm chói tai liên tục ập đến. Giữa căn phòng cao nhất của cung điện, một cái lồng khổng lồ được đặt ở trung tâm. Bên trong có rất nhiều tín đồ quang minh ăn mặc rách rưới. Trông họ gầy đến mức đau xót, tinh thần suy sụp, có vẻ như đã bị tra tấn rất dã man. Đột nhiên một âm thanh đáng sợ vang lên. Mọi người sợ hãi chen chúc giữa lồng sắt. Một con quái vật kéo theo một sợi dây xích đi tới, liên tục vung sợi dây xích trong tay và đập vào lồng sắt. Gầm một tiếng chói tai cùng với những tia lửa khi chiếc roi chạm vào lồng sắt, khiến bầu không khí tràn ngập sự sợ hãi. Lúc này một con quái vật khác có gai khắp người cũng bước tới, lại gần chiếc lồng sắt và quan sát rất kỹ, và đã chọn một ông già trong số đó, chuẩn bị hiến tế ông ta cho ác quỷ. Lúc này cha Manu đã kịp thời chạy đến, ngăn chặn cuộc tấn công của những tên quái vật. Sau một trận đấu gay cấn, con quái vật tạm thời bị cha Manu ép phải rút lui. Ông nhân cơ hội nói với Elena bị nhốt trong lồng sắt, ác quỷ sẽ lợi dụng tình yêu của mình dành cho cô để tấn công. Điều đó ắt hẳn sẽ vô cùng đau đớn, nhưng trong tay cô có một thứ có thể cứu được thế giới, nhất định phải bảo vệ nó cho bằng được. Vừa dứt lời, những con quái vật lại bao vây những người trong lồng sắt. Có vẻ như là đã nhận được lệnh từ chủ nhân. Sử tử cha Manu, thượng đế xin hãy ở cùng con. Phía bên kia, ác quỷ âm mưu nhưng không thành công, chỉ có thể thay đổi hình dạng, đột nhập vào thành phố tiếp tục thu thập thông tin. Thứ khiến hắn chú ý lần này là một bức tượng đá khổng lồ. Hắn lập tức trả giá từ 200.000 đô la Mỹ tận 20 triệu đô la Mỹ, nhưng vẫn bị một doanh nhân giàu có cướp đi mất. Về phần tác dụng của bức tượng đá khổng lồ này là gì, hiện vẫn chưa được biết. Sau khi trải qua thảm họa, cư dân của thị trấn nhỏ đều chìm trong trạng thái u mê và bị nhốt vào bệnh viện tâm thần. Chỉ còn sót lại một cậu bé khuyết tật và người bạn của cậu ẩn mình trong ngọn hải đăng bỏ hoang ở ngoại ô. Khi cậu chìm vào giấc ngủ, sẽ bước vào một thế giới khác. Người bạn của cậu sẽ ghi lại những giấc mơ mỗi đêm, chắc chắn có bí mật gì đó ẩn giấu trong đó. Một năm sau, ở một thị trấn hoang vắng, hai nhân vật nổi tiếng trên mạng với chủ đề về các sự kiện siêu nhiên đang ở đây. Nhưng khi vô tình sử dụng máy bay không người lái, ở đằng sau hàng rào, đã chụp được rất nhiều người mặc đồ bảo hộ, hình như họ đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhiếp ảnh gia nhanh chóng điều khiển máy bay quay trở lại, nhưng nhận thấy thiết bị không nằm trong tầm kiểm soát của mình. Cánh quạt quay nhanh và lao về phía anh ta. Cảnh sát rất nhanh đã được gọi tới hiện trường, nhưng thi thể của nhiếp ảnh gia đã biến mất từ bao giờ. Thậm chí đến cả dấu máu cũng không tìm thấy, kể cả kiểm tra các camera giám sát gần đó, cũng không phát hiện ra điều gì. Cảnh sát cho rằng chỉ là báo án giả nên đã bỏ đi ngay sau đó. Nhưng bà chị Jane kia không muốn bỏ cuộc, trốn trong xe và quan sát tình hình. Đến khi trời tối, một người phụ nữ kỳ lạ bất ngờ xuất hiện khiến cô giật mình. Cô nhanh chóng mở cửa xe và đuổi theo, và cô đã để mất dấu mục tiêu trong một con hẻm nhỏ. Trong lúc tìm kiếm, cô tình cờ phát hiện ra một cơ quan. Jane lần mò đi theo lối đi bí mật và tới một nơi đáng sợ. Bốn xung quanh,
rải rác những xác chết khắp mọi nơi, và tất cả đều đã được hấp chín ở nhiệt độ cao. Ngay khi Jane quá sợ hãi định thoát khỏi đây, bất chợt một bà già cầm lưỡi hái tử thần lao ra. À đồ chết tiệt, Jane thoát được khỏi sự tấn công của bà già, chạy đến một nơi ẩn nấp thật kín, định gửi tín hiệu SOS bằng điện thoại di động. Nhưng lạ thay những từ cô ấy gõ trên màn hình lại biến mất một cách kỳ lạ. Thị trấn bỏ hoang này rốt cuộc đang che giấu bí ẩn gì? Chúng ta hãy chờ đợi vào tập tiếp theo để theo dõi diễn biến của bộ phim nhé. Đừng sốt ruột nha các bạn. Sau 2 tuần dài chờ đợi, bộ phim kinh dị của Tây Ban Nha Đồng Xu Quỷ Dữ phần 2 cuối cùng đã cập nhật. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục xem tập mới nhất nhé. Thời gian quay trở về 1 năm trước, sau khi cha Manu được một phù thủy hồi sinh, bước vào lò luyện đầy dung nham và quái vật, những khuôn mặt và thân hình vặn vẹo, giống như đại diện cho sự thống khổ vô tận trên thế giới. Cha Manu bị đưa đến cuối hành lang, nơi đây có một con quỷ với chiếc xúc tu dài trên đầu. Tất cả những con quái vật có mặt dường như đều phải tuân theo mệnh lệnh của hắn. Hắn bước ra từ phía sau một tác phẩm điêu khắc, hóa thành ác quỷ giúp đỡ Favio ở phần đầu. Hắn nói với cha Manu, trong nhiều thế kỷ tới, theo sự thay đổi của nhu cầu, bọn họ sẽ chọn các phe cánh khác nhau để ra sức chống đỡ. Nhưng bây giờ, sự tồn tại của một sinh vật đã khiến tất cả bọn họ đều sợ hãi. Thứ mà sinh vật này muốn không phải là thế giới, mà là sự hư vô vô tận. Cách đây không lâu, ác quỷ đã tìm thấy hóa thân của sinh vật này. Hắn chính là tay phú hào đã ra giá 20 triệu để lấy đi bức tượng đá. Hành vi và suy nghĩ của hắn rất cực đoan, ngay cả ác quỷ cũng phải dùng mình. Tay phú hào nói rằng nếu muốn thương lượng thì phải để chủ nhân của ác quỷ đích thân đến gặp mình. Dù sao một lần đến với nhân gian đã có trải nghiệm đóng đinh quá tồi tệ rồi, lần này hắn muốn tận hưởng vẻ đẹp của thế giới một cách trọn vẹn nhất. Cuối cùng sẽ một tay tiêu diệt hết tất cả. Nói xong, hắn trao cuốn sách có chữ ký cho ác quỷ, gửi Lucifer thân yêu Christian Pablo. Bên kia thế giới thực, cô gái nổi tiếng trên mạng là Jane, được nữ cảnh sát Maria giải cứu. Vì muốn tìm ra chân tướng sự việc, đã đi tìm cậu bé khuyết tật đang trốn ở ngoại ô là Antonio. Laguna, cựu cảnh sát trưởng thị trấn đang chăm sóc cậu, đưa họ đến nơi ghi lại giấc mơ của Antonio. Hình ảnh trên tường và những sợi dây kết nối đều được Antonio kết nối với nhau. Jane chỉ vào bức ảnh trên tường. Tên người đàn ông này là Pablo, một nhà văn rất nổi tiếng. Cả Hollywood, một nửa số kịch bản chính là do anh ta viết. Maria đi tìm một người đồng nghiệp cũ của mình, tra được ra cơ cấu tổ chức của công ty Pablo, hy vọng sẽ có thể bắt đầu điều tra từ những người xung quanh anh ta. Một người đàn ông tên là Gerald đã thu hút sự chú ý của Maria. Hơn nữa anh ta lại là giám đốc bệnh viện tâm thần nơi cư dân thị trấn đang ở. Hóa ra danh tính thực sự của Gerald là chủ sở hữu của một công ty công nghệ nano. Tất cả cư dân của thị trấn đều là đối tượng thí nghiệm của anh ta. Mục đích của anh ta là muốn khắc họa lại suy nghĩ của người dân thị trấn, tăng khả năng đánh cắp ký ức của họ một cách trực quan hơn. Để có được thông tin hiệu quả về những đồng xu, chuyển cảnh về chỗ thị trưởng James, vì tội lỗi đã gây ra cho Elena, nên anh đã chăm sóc cô trong bệnh viện suốt 1 năm. Hôm ấy khi anh đang xoa bóp chân tay cho Elena, chợt gặp phải một chuyện, phát hiện thứ gì đó buộc vào bụng Elena. Anh vén áo ra và nhìn thấy thứ bên trong, đã vô cùng kinh ngạc. Thị trưởng vội vã ném xác ướp kỳ lạ này vào trong bồn cầu, quay lại và gọi y tá trực. Nhưng lạ thay, xác ướp trong nhà vệ sinh đã biến mất, chỉ còn lại những mảnh vải bọc xác ướp mà thôi. Mọi người đều cho rằng do không được nghỉ ngơi đầy đủ nên đã khiến anh bị ảo giác. Nhưng thị trưởng nhận ra đây nhất định là âm mưu được lên kế hoạch. Ngày hôm sau anh đến phòng bệnh, chợt phát hiện ra Elena không có ở đó. Hóa ra bác sĩ nghi ngờ thị trưởng đã làm điều gì đó đốn mặt, nên đã đưa Elena đến khoa phụ sản khám. Thông qua kiểm tra cho thấy cô ấy thực sự đang mang thai. Bác sĩ đổ lỗi tất cả chuyện này cho thị trưởng, kích động khiển trách hành vi vô liêm sỉ của anh. Thị trưởng thấy mọi lời giải thích đều là vô ích, sau đó anh ta ra tay xử lý bác sĩ và trợ lý của ông ta. Để không bị phát hiện, James tháo thẻ chân xác chết của một phụ nữ, đeo vào chân Elena, ngụy trang thành xác chết, sau đó đặt vào quan tài, đưa cô ấy vào xe tang. Lúc này Elena đang phải chịu đựng sự tra tấn trong lò luyện. Đột nhiên, cha Manu xuất hiện trên ban công phía trên lồng sắt, lớn tiếng gọi Elena tìm một cuốn sách và giao nó cho giáo viên Lombardi của mình. Nói xong ông kéo dây xích của lồng sắt mở cửa lồng ra. Elena lợi dụng lúc hỗn loạn đã trốn thoát, nhưng đã bị con quái vật phủ đầy gai đuổi theo. Cô hoảng sợ chạy vào một căn phòng, bên trong là những quái vật mặc áo giáp đang tụ họp. Cô vội vàng chạy đến bên cửa sổ phía bên ngoài, bên dưới là dòng dung nham cuồn cuộn chảy vô tận. Bị quái vật truy đuổi, cô lại trốn sang một căn phòng khác. Những người ở đây bị gai phủ quanh người, tự dùng dao cắt lên người mình nhiều lần trong vô thức. Chiếc thùng chứa máu trước mặt chứa đầy máu tươi. Elena sợ hãi hoảng loạn lùi lại, rồi ngã vật xuống đất. Những người phủ đầy gai cũng tràn về phía cô, và lũ quái vật phía sau cũng lao tới.
tóm lấy Elena. Thị trưởng James ở thế giới thực, cướp xe máy giao đồ ăn, phi nước đại để đuổi kịp. Chiếc xe tang đã đưa Elena đi, anh mở quan tài và liên tục gọi tên cô, nhưng Elena vẫn ở trong lò luyện, không hề có phản ứng nào cả. Không còn cách nào, thị trưởng đã đưa ra một quyết định khó khăn, anh nhảy ra khỏi xe tang, quỳ xuống giữa đường, hy vọng tôi có thể dùng mạng sống của mình để đổi lấy Elena đang bị tra tấn ở lò luyện. Vậy rốt cuộc sự tồn tại của ai mà khiến ma quỷ phải sợ hãi đến vậy? Hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo nhé. Những người bạn mê phim, xin đừng sốt ruột, thời gian lại quay trở lại một năm trước. Cha Manu đến lò luyện, theo ác quỷ đến một căn phòng. Mọi người ở đây đều bị gai quấn quanh người, liên tục vắt máu vào trong chiếc thùng chứa trước mặt. Hóa ra, đây là nơi ma quỷ dùng để thu thập ý thức của con người. Chỉ cần lấy đầy máu của mình vào thùng chứa, là có thể thấy những gì trong tâm trí. Cha Manu bước tới, rạch cổ tay, nhỏ máu vào thùng chứa. Trong làn máu đục, một hình ảnh xuất hiện vô cùng rõ ràng. Đó là, Pablo xuất hiện trong thư viện nhà thờ. Anh ta lấy ra một người đàn ông nhỏ màu xanh lá cây từ trong túi áo vest của mình. Liên tục ấn mạnh vào hình người màu xanh lá, người thủ thư ở tầng dưới như bị bỏ bùa. Bước tới chiếc két sắt, lấy ra từ bên trong một cuốn sách đen rất cũ kỹ. Anh ta liền đuổi những người khác ở ghế bên cạnh ra ngoài. Pablo ngồi trên ghế, dùng bịt mắt che mắt mình lại, ra lệnh cho thủ thư mở sách. Pablo rất hài lòng với kết quả kiểm tra này, liền đóng cuốn sách đen lại, hoàn toàn phớt lờ những tiếng kêu rên thê thảm của thủ thư. Bước qua cơ thể anh ta, nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt cha Manu cảm thấy khó hiểu. Không biết những điều này có mối liên hệ gì với mình. Ác quỷ gọi một người đến, hắn chính là Fabio, người đã bị ác quỷ lợi dụng ở tập đầu tiên. Khi cha Manu nhìn thấy hắn, ông liền nghiến răng căm hận. Nhưng bây giờ chỉ có thể hợp tác với hắn để chiến đấu chống lại kẻ thù mới. Ác quỷ nói cho hai người biết tên của cuốn sách cổ màu đen. Nó được gọi là sách đen Ả Rập, chứa phép thuật triệu hồi mạnh mẽ, và câu thần chú này không được dùng để triệu hồi những sinh vật siêu nhiên. Vậy thì triệu hồi ai? Triệu hồi người đứng đầu thế giới. Khung cảnh chuyển sang thế giới thực một năm sau. Elena và thị trưởng bước ra khỏi lò luyện, đến một thị trấn xa xôi khác. Điều khiến họ lo lắng bây giờ không còn là mối đe dọa từ lũ quỷ nữa, cũng không phải là môi trường khắc nghiệt trước mắt, mà là cái bụng của Elena đang lớn dần lên từng ngày. Chỉ trong vòng 2 tháng, đã như sắp sinh đến nơi. Thị trưởng James vội vàng nhờ bạn mình gọi bà đỡ. Khi biết Elena 2 tháng nữa mới sinh con, bà đỡ lập tức rời đi, nhưng bị một siêu năng lực nào đó điều khiển. Bà ta quyết định thử. Nhìn dáng vẻ dở sống dở chết của Elena, nữ hộ sinh đưa tay thẳng vào bụng cô. Không lâu sau, bà ta đã lấy ra một cục thịt, hốt hoảng vì chưa từng nhìn thấy thứ này trước đây. Sau khi cục thịt bị rơi xuống đất, bỗng nhiên từ bên trong thò ra vài cái chân dài, o trườn trên mặt đất như một con nhện. Nó chạy tới một góc và dùng mình. Một lúc sau không còn động tĩnh gì nữa. Phía bên kia tòa thánh, Đức Thánh Cha biết chuyện đã xảy ra ở thị trấn nhỏ ở Tây Ban Nha, cho rằng các giám mục của họ chắc hẳn có người thông đồng với ác quỷ. Ông ta giơ cây trượng lên và bước tới chỗ các giám mục, để lần lượt từng người hôn lên đó. Điều này đại diện cho sức mạnh của Thượng Đế. Khi bước đến chỗ một vị giám mục có khuôn mặt dài nhăn nheo, ác quỷ đã hiện nguyên hình, dùng những lời lẽ độc địa để công kích Thượng Đế. Giáo hoàng nghe vậy tức giận giơ chiếc quyền trượng của mình lên trừng phạt vì những lời xúc phạm Thượng Đế vừa rồi. Chứng kiến cảnh tượng này, Lagrange chợt căng thẳng. Ngay khi thân phận của anh sắp bị bại lộ, một vị giám mục chợt nắm chặt đồng xu trong tay. Trần nhà phía trên bắt đầu nứt ra, mọi người thấy vậy bỏ chạy tán loạn. May thay Lagrange đã né được mảnh vỡ. Lagrange rời khỏi tòa thánh, cùng với ba giám mục đang nắm trong tay những đồng xu, tìm tới chỗ phu nhân của thị trưởng, hy vọng cô ta có thể ra mặt giao đồng xu còn lại ra, đồng thời bắt cóc đứa con nuôi của cô ta để uy hiếp. Phu nhân thị trưởng nắm đồng xu trong tay vô cùng tức tối, đối đầu với ba người cầm ba đồng xu còn lại, nhưng vì sức mạnh chênh lệch quá lớn nên chỉ đành từ bỏ. Ngày hôm sau, phu nhân thị trưởng lên chuyến bay tới Mexico, đến chỗ quân đội tư nhân địa phương. Trước chuyến thăm bất ngờ của phu nhân thị trưởng, cha Lút cầm hai đồng bạc vô cùng phấn khích, giống như sói già gặp dê non vậy, đón tiếp rất nồng nhiệt, bởi vì hôm đó là ngày lễ vong linh truyền thống của Mexico. Một bữa tiệc lửa trại được tổ chức hoành tráng, cha Lút đã chuẩn bị một món quà đặc biệt cho phu nhân thị trưởng. Đó là một màn biểu diễn tuyệt vời thần chết chặt đầu. Cha Lút cho rằng như vậy vẫn chưa đủ. Vào bữa tối, một tên cấp dưới đã có lời xúc phạm phu nhân thị trưởng. Cô ta không chịu nổi đã dùng chiêu quét sạch ngàn quân, và tất cả những tên tay sai kia đã được tiễn đi bán muối cả lũ. Cha Lút bước tới chỗ phu nhân thị trưởng với vẻ mặt tâng bốc, muốn cô ta giao đồng xu đang nắm trong tay ra, và nói rằng ông ta có thể trả bất cứ giá nào cho nó. Ông ta đưa phu nhân thị trưởng tới một nhà kho, bên trong có rất nhiều chồng tiền giấy xếp chồng lên nhau, thậm chí còn vương vãi la liệt. Cha Lút nói, chỉ cần cô ta giao đồng bạc trong tay mình ra, thì có thể mang tất cả tiền mặt ở đây đi.
Những thứ này chẳng có ý nghĩa gì với ông ta cả. Nhưng kế hoạch của cha Lút đã thất bại. Ông ta muốn sở hữu 2 đồng bạc. Nếu cầm được đồng bạc trong tay sẽ xử ngay phu nhân thị trưởng. Nhưng không ngờ, người phụ nữ trước mặt này có những 4 đồng bạc trên người, những ngón tay của cha Lút và tất cả những đồng bạc. Lập tức rời khỏi cơ thể ông ta. Dù cận kề cái chết cũng không quên buông ra những lời phẫn nộ. Vợ thị trưởng lái xe đi với những đồng xu trong tay. Bỗng trên con đường nhỏ, bị chặn bởi một bức tượng tử thần. Cô ta vội vàng xuống xe bước tới thăm dò tình hình. Không ngờ bức tượng khổng lồ này lại sống dậy. Phu nhân thị trưởng định dùng phép thuật để bảo vệ mình. Nhưng không hiểu sao những đồng bạc lúc này đột nhiên lại mất tác dụng. Lúc này một chiếc ô tô lao tới rất nhanh, cán đổ tượng tử thần. Người lái xe chính là Pablo bí ẩn. Tại sao đồng bạc bị nguyền rủa đột nhiên lại mất đi sức mạnh? Hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo nhé. Các fan mê phim, chớ nên nóng ruột. Elena đang dần hồi phục cơ thể rệu rã của mình. Vì trong khi sinh cô đã ngất đi vì quá đau đớn, nên không hề biết mình đã sinh ra một con quái vật. Cô dằn vặt đay nghiến thị trưởng James đã giấu con mình. Không có sự lựa chọn nào, thị trưởng chỉ có thể đưa cô đến xem quái vật. Nữ bác sĩ đỡ đẻ cho Elena đã mời các chuyên gia và bạn bè từ bệnh viện của cô tới. Muốn tìm hiểu loài quái vật này là gì, họ cắt mở lớp vỏ mềm bên ngoài. Chẳng mấy chốc đã lộ ra nguyên hình của con quái vật này. Nhưng thật không ngờ, nó thực sự đã sống lại. Thị trưởng dẫm nát con quái vật và tìm thấy một chiếc chìa khóa kỳ lạ. Không biết những họa tiết trên đó có ý nghĩa gì. Elena sợ hãi trở về phòng nghỉ ngơi. Trong cơn mơ màng, cô nhìn thấy cha Manu và Fabio bước ra từ trong gương. Elena tỉnh dậy đi tìm thị trưởng, định kể cho anh nghe về cơn ác mộng cô vừa trải qua. Nhưng thị trưởng đã rất hào hứng nói với cô đã tìm thấy nguồn gốc của chìa khóa kia. Hóa ra, hoa văn trên chìa khóa tượng trưng cho một tổ chức bí ẩn chuyên nghiên cứu những cuốn sách bị cấm trên khắp thế giới và dịch chúng sang tiếng Latin, lưu trữ trong thư viện. Chỉ cần tìm được thư viện này, sẽ biết chiếc chìa khóa này có thể mở được gì. Phu nhân thị trưởng được Pablo cứu thoát, chuẩn bị đáp chuyến bay đặc biệt tới Paris. Khi biết Pablo cũng đang sưu tầm những đồng tiền xu, sắc mặt cô ta lập tức tối sầm lại và nói rằng cô ta đang sở hữu 6 đồng bạc, khuyên Pablo đừng nên có ý định mạo hiểm với mình. Nói xong cô ta niệm chú ném tất cả mọi người lên không trung. Pablo bình tĩnh nói với phu nhân thị trưởng, hiện tại anh ta có hơn 10 đồng bạc trong tay, nếu như muốn xử cô ta cũng chẳng có gì khó khăn cả. Không còn cách nào đe dọa Pablo, nên cô ta chỉ có thể cất sức mạnh ma thuật của mình đi. Pablo quay lại chỗ ngồi và nói với phu nhân thị trưởng rằng mình chỉ muốn hợp tác với cô ta, đồng thời đã giải cứu được đứa con nuôi của cô ta rồi. Phu nhân thị trưởng biết mình không thể cạnh tranh được với Pablo, chỉ có thể chọn trở thành đối tác với anh ta mà thôi. Phu nhân thị trưởng trở về Paris, đến một khách sạn cao cấp, và Lagrange cũng ở đây, chờ đợi sự xuất hiện của cô ta và những đồng xu. Nhưng điều anh không ngờ tới là, phu nhân thị trưởng đã tìm được đối tác quyền lực hơn, và cảm thấy anh không còn cần thiết nữa. Cô ta giơ bàn tay nhỏ bé của mình lên, ném thẳng Lagrange ra ngoài cửa sổ. Elena và thị trưởng lúc này cũng đã tìm thấy thư viện của tổ chức bí ẩn, đột nhập vào dễ dàng. Ở đây thậm chí không có một nhân viên bảo vệ nào cả. Hàng sách cổ được trưng bày trong thư viện, có một dấu vết lạ cạnh kệ sách. Cuối cùng cả hai đã tìm thấy trên một bức tường rất nhiều lỗ khóa, nhưng chiếc chìa khóa trong tay không hề có tác dụng, nên cả hai chỉ có thể vào thư viện tiếp tục tìm kiếm sâu hơn. Sau một hồi thăm dò, cả hai tìm thấy một chiếc hộp được quấn dây xích, và chiếc chìa khóa này thật sự đã có thể mở được nó. Bên trong chiếc hộp là một cuốn sách cổ màu đen. Lẽ nào đây là cuốn sách đen Ả Rập mà cha Manu đã nhắc đến? Hai người đang thắc mắc thì bất chợt một âm thanh ma sát kim loại phát ra từ phía xa. Thị trưởng và Elena lập tức hiểu ra tại sao nơi đây lại không cần bảo vệ. Hai người thoát khỏi thư viện nhưng lại bị một nhóm người qua đường tưởng chừng như vô hại bao vây, yêu cầu họ giao lại cuốn sách cổ trong tay. Elena và thị trưởng chạy thoát vào một trạm xe. Đột nhiên một người ăn xin rách rưới nằm trên đường ray, đe dọa Elena nếu cô không giao cuốn sách cổ ra thì sẽ không thoát khỏi cái chết đâu. Nói xong lợi dụng khi Elena không để ý, ông ta giật lấy chiếc ba lô đựng cuốn sách cổ. Nhưng chưa chạy được bao xa đã bị tàu hỏa đâm. Bối cảnh diễn ra tại bệnh viện tâm thần, nơi cư dân của thị trấn bị giam giữ. Trưởng khoa đang chỉ đạo người của mình trích xuất trí nhớ của đối tượng thử nghiệm. Lần này cuối cùng anh ta cũng có được thông tin xác thực. Từ ý thức của Martin, người đầu bếp lâu đài, đã thấy đồng xu bị rơi. Nhưng một con ngựa đột nhiên xuất hiện trong hình, cũng chẳng biết nó biểu thị cho điều gì. Trưởng khoa nhanh chóng đưa người đến thị trấn nhỏ, cẩn thận tìm kiếm đồng bạc. Đột nhiên một chiếc xe bập bênh hoạt động bằng đồng xu thu hút sự chú ý của anh ta. Và hình dạng của chiếc xe bập bênh này là một con ngựa. Trưởng khoa lệnh cho người mang đồng xu giao cho Pablo. Trong vali của anh ta có rất nhiều đồng bạc được sắp xếp gọn gàng, và đồng xu này là đồng xu thứ 30. Pablo sẽ thực sự biến thế giới thành hư vô sao? Hẹn gặp lại các bạn vào tập tiếp theo nhé. Các mọt phim,
chớ nên bỏ qua kỳ tới nha. Elena trốn thoát cùng thị trưởng. Đến Barcelona, những cuộc tấn công bất ngờ khó lường khiến họ vô cùng lo lắng. Nhưng người qua đường ở đây không dám cướp cuốn sách đen kia một cách công khai như thế. Vì lý do an toàn, cả hai đã gọi một chiếc taxi. Những chỉ dẫn của cha Manu trở thành manh mối duy nhất. Nhưng Lombardi mà ông ấy đang nói tới, đó là tên địa danh hay tên người, điều đó vẫn chưa rõ ràng. Trong lúc hai người đang tranh cãi, đột nhiên một chiếc ô tô lao tới, một người đàn ông lạ chạy về phía họ, mở cửa xe định giật cuốn sách trên tay Elena. Có vẻ như những cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào họ vẫn chưa dừng lại, hai người hoảng sợ bỏ chạy lên một chiếc xe buýt du lịch. Những người trong xe đều nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ. May thay, những du khách này rất nhanh đã bị khung cảnh bên ngoài xe thu hút. Không hề có ý định cướp giật thứ gì cả, Elena tạm thời an toàn bình tĩnh nói với thị trưởng. Phân tích theo những gì đã xảy ra những ngày này, chắc chắn có ai đó đang theo dõi họ và có thể kiểm soát những người ở gần mọi lúc mọi nơi. Rồi phát động tấn công, hai người họ chỉ biết đề cao cảnh giác, tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Bên kia, Antonio cảm nhận được tình hình của Elena, leo xuống tháp, nói với Jen rằng tình hình hiện tại rất tồi tệ, cần hỗ trợ ngay lập tức. Elena và thị trưởng không thể chờ đợi tin tức ở đây lâu hơn nữa đâu. Vậy là mọi người đã đến bệnh viện tâm thần để điều tra và lấy được một thông tin quan trọng. Mọi thứ đều liên quan đến cái gọi là Hai Claire. Streamer nổi tiếng Jen nhanh chóng tìm kiếm thông tin liên quan trên Internet. Hóa ra Hai Claire là một tổ chức tư vấn phục vụ những người giàu có. Và phía sau là cơ quan nghiên cứu về sức mạnh bí ẩn. Cơ cấu này được kiểm soát bởi một tổ chức. Người lãnh đạo của tổ chức đó là Pablo. Nhưng Pablo rất thận trọng, nếu không có chuyện gì đặc biệt, sẽ luôn ở trên du thuyền, kiểm soát nhân viên từ xa. Và phương pháp điều khiển cũng hơi khác thường. Lúc này khung cảnh tại một vùng biển yên tĩnh, Pablo đang nhàn nhã làm công việc thủ công tỉ mỉ. Không lâu sau, một hình dáng đẹp đẽ được tạo ra. Anh ta đến một tấm bảng đầy những câu chú. Bên trên là những người đàn ông nhỏ màu xanh lá cây. Pablo chậm rãi di chuyển vị trí của những hình người màu xanh, dùng một loại chất lỏng lạ để viết những câu thần chú mới. Sau đó, nhặt một khối đa diện có khắc những ký hiệu lạ, giống như chơi với xúc sắc quăng nó ra. Bên này, thị trưởng và Elena đang ở trên một chiếc xe bus. Nữ du khách đang chụp ảnh phong cảnh bỗng nổi khùng, giật lấy cuốn sổ đen từ tay Elena và nhanh chóng chuyển nó cho người khác. Elena và thị trưởng nhanh chóng nhảy xuống xe và đuổi theo. Cuối cùng ở một góc phố nhỏ, họ đã bắt kịp những người qua đường đang cầm cuốn sổ đen. Lúc này trong lò luyện đầy dung nham và những tiếng gào thét, cha Manu đang quan sát mọi chuyện xảy ra trong chậu máu. Bên cạnh, những người đeo xiềng xích đột nhiên trở nên kích động. Một nhóm quái vật xông vào, bắt đầu tấn công những người đeo xích, máu và thịt văng tung tóe, những tiếng la hét thê thảm vang khắp nơi. Rất nhanh lũ quái vật đã đến trước mặt cha Manu. Ngay lập tức, cha Manu được đưa đến một căn phòng lạ khác. Ở đó, ông ấy đã nhìn thấy Sandro bị xé làm đôi. Lúc này Elena và thị trưởng đã đến đền Deborah. Theo thông tin từ Antonio, họ phải đi tìm một biểu tượng bí ẩn. Hai người đã đến trước cửa đền, nhưng được nhân viên bảo vệ thông báo rằng nơi này đã đóng cửa, cấm vào. Khi đang nói chuyện, nhân viên bảo vệ đột nhiên thay đổi sắc mặt. Hai người vội vàng trốn vào trong ngôi đền và phát hiện biểu tượng trên tường trông giống như biểu tượng của ngôi sao Patrick, sở hữu sức mạnh bí ẩn, có thể ngăn chặn mọi điều ác và bóng tối đến gần. Thị trưởng vội vàng dùng điện thoại chụp ảnh và gửi cho Antonio. Sau khi nhận được thông tin, Jen nổi tiếng trên mạng lập tức bắt đầu phát sóng trực tiếp. Cô nói với những fan hâm mộ của mình, thế giới sắp rơi vào một trận chiến, khủng hoảng được tạo ra bởi những người có quyền lực. Vì thế bản thân và các bạn của mình đang cố gắng ngăn chặn điều này xảy ra. Bây giờ vẫn chưa cần dùng đến vũ lực hay vũ khí, nhưng tất cả phải cùng nhau hành động để chống lại lũ ác quỷ. Nếu như mọi người vẫn đang xem trực tiếp, thì hãy làm theo như lời tôi nói. Hãy nhìn kỹ vào biểu tượng này và ghi nhớ nó trong lòng. Khung cảnh lại chuyển đến ngôi đền Dibot. Một nhóm nam nữ bí ẩn đeo kính râm đang rảo bước trên đường, dần tiến lại gần chỗ nhân viên bảo vệ. Họ cùng nhau cởi áo khoác, để lộ biểu tượng ánh sáng trên ngực. Lúc này một cậu bé lao ra khỏi đám đông, trèo qua hàng rào và phát hiện ra Elena và thị trưởng đang lẩn trốn, nói rằng mình và những người đồng hành đều là fan của Jane. Sau khi xem buổi phát sóng trực tiếp đã vội vàng đến giúp đỡ họ, nhưng cả hai đều không biết Jane là ai. Cậu thanh niên nghe xong liền nói lát nữa ra ngoài, tuyệt đối đừng nói như vậy. Elena và thị trưởng bước ra khỏi ngôi đền, nét mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Người hâm mộ của Jane nắm tay nhau xếp thành hai hàng. Đội bảo vệ này được kiểm soát bởi Pablo, liều chết chặn ở bên ngoài. Hai người họ chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như vậy. Như những ngôi sao nhỏ bước đi trên thảm đỏ can, với sự giúp đỡ của những người nổi tiếng trên mạng và người hâm mộ, Elena và thị trưởng đến trường Cardinal College, đảm nhiệm chức viện trường là Lombardi. Thấy sự xuất hiện của họ, ông vội vàng bước ra khỏi văn phòng và muốn chào hỏi, nhưng đã bị tấn công ở góc hành lang. Lúc này Pablo trên du thuyền lấy ra một chiếc hộp,
đặt những người đàn ông nhỏ màu xanh lá cây ra trước mặt. Tại sao Pablo lại háo hức muốn có được cuốn sách đen này? Chúng ta sẽ gặp lại ở phần tiếp theo. Hãy bấm theo dõi kênh của chúng tôi để xem được nhiều phim hay hơn nhé. Hoan nghênh mọi người. Elena và thị trưởng đi theo viện trưởng Lombardi giả đến một căn phòng nhỏ. Bên trong có hai linh mục trẻ đang ngồi. Họ nhìn thấy ba người đi vào với vẻ sợ hãi. Và tất cả điều này đã được thị trưởng nhìn thấy. Anh nắm lấy tay Elena, ra hiệu cho cô ấy cất cuốn sổ đen vào ba lô trước. Elena vì muốn xác minh danh tính của viện trưởng Lombardi trước mặt, đã hỏi ông ta về mối quan hệ với cha Manru. Lúc này, Pablo đang điều khiển Lombardi giả từ xa, nói rằng ông ta và Manru đã cùng nhau học ở thần học viện. Mối quan hệ giữa hai người thân thiết như anh em. Câu nói này khiến Elena nghi ngờ, còn yêu cầu ông ta cung cấp bằng chứng xác thực hơn. Lombardi giả đưa hai người đến thần học viện để chứng minh và nói rằng đây là nơi ông ta cùng với Manu sống và học tập. Bây giờ nó đã được chuyển đổi thành sân vận động do vấn đề chi phí. Ông ta rất nhớ những ngày tháng xa xưa. Lúc này, Pablo phải tham dự một cuộc họp quan trọng, buộc phải bàn giao quyền kiểm soát Lombardi cho trợ lý. Elena lại giăng một cái bẫy khác. Cô nói rằng cha Manu thường xuyên đi câu cá, ngoài ra còn có chiếc thuyền đánh cá màu xanh. Nhưng tên trợ lý làm sao có thể biết được, thị trấn mà cha Manu phụ trách không nằm cạnh biển, mà là ở khu miền núi. Nên hắn đã ngoan ngoãn rơi vào cái bẫy của Elena, cho nên mới nói chẳng có chiếc thuyền đánh cá màu xanh nào cả. Không hề có, trợ lý tức giận liền lật bài ngừa, đặt khẩu súng lục vào tay người đàn ông nhỏ màu xanh lá cây. Đe dọa Elena và thị trưởng giao ra cuốn sổ đen, nhưng vì tác động lực quá mạnh, tên trợ lý đã đánh gãy cánh tay của người đàn ông nhỏ màu xanh lá cây. Cảnh thay đổi, đến một trang viên ở Anh, một cuộc tụ họp của những người cao cấp đang được tổ chức tại đây. Để nghiên cứu lý thuyết nâng cao, âm mưu xấu xa của Hunter, đặc vụ Maria đã lẻn vào cuộc họp. Một lúc sau, Pablo xuất hiện ở giữa sân khấu, bày tỏ với những người được gọi là tầng lớp trung Anh trong số những người ở dưới. Bây giờ thế giới đã thực sự vô vọng, thay vì chờ đợi trong sợ hãi ngày tận thế, tại sao không phá hủy thế giới này bằng chính đôi tay của mình? Giống như điện thoại di động và máy tính, nếu có sự cố xảy ra hãy tắt chúng đi và khởi động lại, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp như xưa. Sau đó anh ta tuyên bố với mọi người về sự khởi động lại của thế giới. Thứ ba ngày 20 tháng 3, vào lúc 21 giờ 30 phút, chúng ta sẽ phải chết ở hành tinh này, sau đó mọi thứ sẽ biến mất. Lúc này vợ thị trưởng đã phát hiện Maria lẻn vào, lập tức dẫn người của mình đi tìm kiếm xung quanh trang viên. Maria nhanh trí không những trốn được sự truy đuổi, mà còn dễ dàng có được máy tính xách tay của Pablo. Elena trốn thoát khỏi thần học viện, cùng thị trưởng đến một quán cà phê, nhưng tại đây họ lại gặp Lombardi thật sự, cả hai lần một lần nữa theo ông ta tới thần học viện. Đặt cuốn sách đen bí ẩn lên bục, ông ta lấy ra chiếc gương trên người, cẩn thận mở cuốn sổ đen bằng cây gậy của mình. Lombardi nói rằng, đây là một cuốn sách phép thuật mạnh mẽ, được thể hiện bằng một ngôn ngữ đặc biệt, và phát triển thành một câu thần chú được thể hiện bằng một ngôn ngữ đặc biệt. Có rất ít người có thể giải mã được ngôn ngữ này. Đặc biệt trang cuối cùng là rất quan trọng, cần tìm 30 đồng xu để làm vật dẫn, cùng kết hợp với thần chú, mới có được sức mạnh to lớn. Ba người bước ra khỏi nhà thờ và chuẩn bị đến Peru. Đột nhiên một tia sét từ trên trời giáng xuống, khiến một dây điện bị đứt, lập tức cắt Lombardi ra làm hai. Lúc này lũ quái vật ở lò luyện chuẩn bị ném cha Manu vào dung nham, nhưng cái chết của Lombardi đã làm chúng thay đổi chủ ý. Cha Manu và Fabio sẽ được trở lại nhân gian, cả hai trở về thế giới thực, vì đã ở dưới đây quá lâu, cơ thể đã trở nên nát tươm. Bà phù thủy già đưa họ đến một phòng tang lễ bỏ hoang. Manu và Fabio chỉ có thể dùng bùn để tân trang chắp vá lại bản thân. Thị trưởng ở bên đây chứng kiến cái chết bi thảm của Lombardi, không biết phải làm sao đành trốn vào một khách sạn. Thị trưởng gọi cho Antonio để nhờ giúp đỡ, nhưng đã được khuyên phải cẩn thận với những người mặc quần áo màu xanh. Cả hai muốn dùng lối thoát hiểm để thoát khỏi khách sạn, nhưng phu nhân thị trưởng đột nhiên nổi lên từ bể bơi, kéo Elena xuống nước. Elena sẽ gặp phải chuyện gì? Chúng ta sẽ biết ở phần tiếp theo. Hãy theo dõi kênh của chúng tôi để được xem những phân cảnh thú vị nhé. Một chuyến bay tới Roma chào đón hai du khách lạ, toàn thân họ toát ra mùi hôi thối, thi thoảng trên cơ thể họ lại rơi ra một con tiểu cường ghê tởm. Hai người này chính là cha Manu và Fabio. Cha Manu vào phòng tắm để trang điểm lại, cơ thể ông ấy đã mục nát và thủng lỗ chỗ, để ngăn những phụ kiện đính kèm trên cơ thể bị rơi ra ngoài. Ông chỉ có thể lấy một cuộn màng bọc thực phẩm ra và quấn quanh người. Cuối cùng không quên xịt nước hoa, máy bay cuối cùng đã hạ cánh xuống sân bay Fiumicino ở Rome. Manu và Fabio vừa bước ra khỏi đường băng, đã bị cảnh vệ giữ lại. Manu bấm số của Elena, phía bên kia nhìn thấy tên người gọi, sợ đến mức suýt ném điện thoại đi. Elena nói với Manu rằng mình đang ở sân bay, chuẩn bị mua vé về Madrid. Manu yêu cầu Elena đến quầy thông tin ngay, ông ấy sẽ đợi ở đó. Cảnh sát hộ tống Manu và Fabio vào nhà ga,
Ngay khi họ sắp được bàn giao, cha Manu bất ngờ hạ gục người cảnh vệ bên cạnh. Fabio cũng thoát khỏi sự kiểm soát của một sĩ quan cảnh sát khác. Nhân viên an ninh sân bay nghe thấy tiếng động cũng ùa tới. Hai bên ngay lập tức lao vào đánh nhau. Một viên cảnh sát đứng dậy rút súng bắn cha Manu, nhưng chẳng hề khiến ông ấy bị thương. Giống như đang đánh vào bao cát vậy, Manu cuối cùng cũng gặp được Elena ở sân bay. Hai người đồng đội cũ đã lâu không gặp ôm chầm lấy nhau. Nhưng chẳng bao lâu sau cả hai nhận ra, đây không phải lúc tâm tình. Họ bị người của Pablo cử đến, bao vây. Fabio lấy cuốn sách đen của Elena, yêu cầu Manu dành chút thời gian cho bản thân. Elena lợi dụng lúc hỗn loạn chạy ra khỏi hiện trường để tìm phương tiện di chuyển. Cha Manu thấy mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, một mình bước về phía những tay súng đang vây quanh. Fabio đi vào nhà vệ sinh sân bay, quay lại và nhìn cuốn sách đen trong gương. Khi lật sang bức tranh thứ 5 gót gây, chợt một anh chàng xui xẻo bước vào. Fabio bước tới và tóm lấy anh ta, để một mảnh gương vào cổ, buộc anh ta phải mở các trang của cuốn sách đen trước mặt mình. Anh chàng xấu số chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh, nhưng mỗi trang sách lật đều khiến anh đau đớn khôn tả. Trong anh như có một ngọn lửa đang dâng trào. Fabio ở bên cạnh ghi lại các con số trên mỗi trang. Khi tất cả các bản ghi ở trang cuối cùng được hoàn thành, anh chàng kia cũng bị ngọn lửa bên trong cơ thể thiêu thành tro. Lúc này trận chiến bên ngoài càng ngày càng khốc liệt, đạn bắn vào cha Manu từ mọi hướng, nhưng thân xác ông ấy đều không mảy may bị tổn thương. Chẳng bao lâu tất cả lũ tay sai đã bị xóa sổ. Hai người bước ra khỏi đại sảnh, leo lên chiếc xe bị đánh cắp của Elena, vội vàng nói, cần phải đến Vatican ngay bây giờ, để nhận được huyết nhãn từ giáo hoàng, không phải là điều dễ dàng. Fabio và Manu đến thánh đường của nhà thờ. Sau khi biết mục đích chuyến thăm của họ, giáo hoàng đã vô cùng giận dữ, tại sao lại bướng bỉnh, nghe theo lời cám dỗ của Fabio. Sau đó ông ta ra lệnh cho lực lượng an ninh bắt giữ hai người lại. Fabio lúc này đã thể hiện được sức mạnh của mình, sử dụng sự dịch chuyển vĩ đại của vũ trụ, loại bỏ tất cả nhân viên an ninh lao tới. Thấy giáo hoàng vẫn đang huyên thuyên, Fabio tức giận túm cổ ông ta, ông mới là một kẻ vô tri không biết gì. Thấy rằng giáo hoàng sắp chết, cha Manu vội vàng chộp lấy quyền trượng bên cạnh, đe dọa Fabio nếu hắn giết giáo hoàng, ông sẽ phá hủy huyết nhãn quan trọng này. Cuối cùng lão đầu hói đã thoát khỏi thảm họa, lấy được quyền trượng, ba người rời Vatican, bay đến đích cuối cùng. Và người của Pablo cũng đến trên cùng chuyến bay, ba người họ đi theo đến một chiếc xe buýt du lịch. Thấy các giáo dân mặc áo xanh đang xếp hàng lên xe, vì muốn che mắt mọi người, ba người nhanh chóng thay quần áo. Manu còn dùng keo 502 để dán lại đôi tai bị rơi của mình. Xe buýt chạy về đích cuối cùng, điều gì sẽ chờ đợi họ sắp tới? Hẹn gặp lại các bạn ở tập cuối cùng, theo dõi kết cục tại phần tiếp theo. Tạm biệt và hẹn gặp lại các mọt phim của tôi.